Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo lục thập hóa giáp, người tuổi Bính Dần nhiệt tình, phóng khoáng, tự tin, hiếu thắng, hay nói hay cười, thiếu bình tĩnh, tâm tình bất ổn, dễ kích động, tức giận, thiếu khuyết cẩn thận, chăm chú. Luận giải tử vi dựa trên kiến thức tử vi thì Bính là Thái Dương, tọa trường sinh, có ánh sáng sắc bén nên chủ nhân thông minh nhưng lại tọa kiêu thần đoạt thực nên không may mắn. Người sinh năm Bính Dần 1986 thường có tính tình phóng khoáng, yêu tự do và thích mạo hiểm. Những người này từ khi còn trẻ đã có ước mơ, hoài bão, ý chí lớn để xây dựng sự nghiệp. Họ ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao, tự lập với cuộc sống của mình. Tài năng lãnh đạo tốt đã giúp cho họ đạt được nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, được mọi người yêu quý. Bước vào năm 2021, tử vi học dự báo, trong năm nay, nam mệnh tuổi Bính Dần gặp được nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận thế tăng vọt so với năm trước đó, vạn sự vất lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào không kể xiết. Vậy thì chi tiết vận trình tử vi của nam mệnh tuổi Bính Dần trong năm mới sẽ có diễn biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem vận trình tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Quý vị thân mến, trước khi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Bính Dần trong năm 2021, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Tử vi năm 2021 cho biết người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh hỏa ám hợp với Thái Tuế, tạo ra cục diện thực thần hợp quan. Trong năm công việc có những biểu hiện tốt, hầu hết các tài năng của bạn đều có thể được sếp đánh giá cao, và đôi khi nó còn cải thiện túi tiền giúp bạn. Năm nay sẽ có lợi cho việc hợp tác kinh doanh và phát triển. Tổng thể con đường tài lộc trong năm nay của bản mệnh không tệ. Nam tuổi Dần vốn là người có lý tưởng và tham vọng rất lớn, nên chỉ cần biết tận dụng tài vận, họ có thể tạo ra kết quả tốt hơn trong lĩnh vực của mình. Điểm nổi bật trong năm 2021 của nam mệnh tuổi Bính Dần đó là có Thái Tuế Hồng Loan đào hoa của người tuổi Dần. Nhìn chung đào hoa vận vượng tốt, tốt cho những ai còn độc thân, có thể thấy chuyện tình cảm của bạn sẽ xuất hiện nhiều mối lương duyên bất ngờ. Ngoài ra, bạn phải quan tâm nhiều hơn tới mặt thể chất và tinh thần, dù sao sức khỏe cũng là nền tảng của cuộc đời bạn. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Dần hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn trong năm 2021. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú. Mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La, Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông bạch liên hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Bính Dần nam mạng sẽ dựa vào các sao hạn và sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính là tài lộc, tài công danh, gia đạo và sức khỏe. Từ đó các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Nam tuổi Bính Dần năm 2021 cho thấy bản mệnh sẽ có cơ hội tốt trong công việc sắp tới. Việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, dễ có dự án hợp tác bất ngờ. Tài năng và năng lực của nam mệnh Bính Dần có thể được lãnh đạo, sếp đánh giá cao và ghi nhận. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều khó khăn và thách thức, bản mệnh đừng quá chủ quan.
trong năm sẽ có điểm báo may mắn, đó là thiên ất quý nhân tương trợ. Điều này chứng tỏ bản mệnh có được vinh hoa, dễ thăng quan tiến chức, đi đến đâu cũng tránh được tai họa. Hơn nữa, bản mệnh vốn là người có năng lực mạnh mẽ và lòng dũng cảm cao, cộng thêm thị trường làm ăn tốt, công ty hoạt động thuận lợi. Bản mệnh hãy cố gắng trước thời cơ để có thể tạo ra nhiều thành tích vượt trội hơn nữa. Bên cạnh đó, bản mệnh nên chú ý hơn khi tiếp xúc với mọi người, phải đề cao cảnh giác nếu không dễ bị kẻ gian ghen ghét, ném đá giấu tay. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên nữ tuổi Bính Dần hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại và chiêu mời quý nhân, hỗ trợ giúp đỡ cho con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi và thành công hơn trong năm 2021. Về mặt tài lộc, tử vi năm Tân Sửu dự báo tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sẽ có một năm nhiều may mắn về mặt tài chính. Lương ổn định, bền vững, vừa thu được lợi nhuận từ các dự án bất động sản, lại còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ lãnh đạo hoặc chính phủ. Trong năm còn có sao Thái Dương chiếu mệnh, dương thịnh âm suy. Điều đó cho thấy trong năm 2021, nam tuổi Bính Dần sẽ dễ có được thu nhập về tiền bạc. Thu nhập chính, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền đầu tư khi cộng lại với nhau là con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, nam mệnh tuổi Bính Dần nên nhận ra được tầm quan trọng của sự cần cù và tiết kiệm, đừng quá chủ quan và lãng phí tiền của. Đặc biệt là phải biết kịp thời cắt đứt những giao tiếp xã hội. Để có thể kích tài lộc, thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Dần hãy đeo pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. Về mặt tình cảm, gia đạo, tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nam mạng, vận trình tình cảm có các tinh hồng loan tạo ra nhiều cơ hội tốt cho nam nữ chưa lập gia đình, nhưng lại không tốt đối với những người đã có gia đình. Tóm lại, năm nay là năm đại cát đối với các bạn độc thân, nam tuổi Bính Dần nên nắm bắt cơ hội để tìm kiếm nửa kia. Nếu được người thân, bạn bè giúp đỡ giới thiệu cho ai đó, đừng vội từ chối vì rất có thể bạn sẽ gặp được nửa kia ưng ý. Còn đối với những người đã có gia đình thì phải biết kiềm chế lòng mình, không được có tư tưởng lừa dối, cũng không có tình cảm với vợ thì nên bắt đầu mối quan hệ mới khi ly hôn trong hòa bình. Để có thể cải vận tình duyên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời mong rằng năm mới, những người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, trong năm 2021, nam tuổi Bính Dần về phương diện sức khỏe sẽ không có nhiều điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh nên tập nếp sống lành mạnh và ăn nhiều rau xanh trái cây, cũng phải ăn thịt, nhưng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, nếu không sẽ gây tổn thương cho dạ dày. Đồng thời, trong năm Tân Sửu, áp lực công việc vẫn khá cao, hãy chú ý làm việc và nghỉ ngơi, không nên thức khuya. Ngoài ra, bản mệnh phải dành ra một chút thời gian cho việc tập thể dục, có thể tới phòng tập thể dục thể thao, chạy bộ hoặc có thể tập tại nhà. Chỉ cần bạn kiên trì thì hiệu quả sẽ khá tốt. Đặc biệt, bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ sao hạn của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là vận hạn năm 2021 của tuổi Bính Dần nam mạng. Trong năm 2021, nam mạng tuổi Bính Dần sẽ gặp hạn huynh tuyền. Hạn huynh tuyền chủ về sức khỏe. Khi gặp phải hạn huynh tuyền, có thể mắc chứng đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường cảm thấy chóng mặt, đau đầu, say sầm, làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước cũng sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhìn chung, tất cả những gì liên quan tới đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường.
Đặc biệt, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì đó hoặc cho ai đó sẽ rất dễ mang lại tai họa, gặp nhiều bất lợi, dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời khiến cho gia đình cũng không được ổn định. Như vậy, hạn huỳnh tuyền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan coi thường bệnh tật mà dẫn tới huỳnh tuyền trọng bệnh số lâm chung. Thứ hai là sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Bính Dần La Mạn. Theo thầy Gia Cát có nói, tuổi Bính Dần sinh năm 1986 La Mạn, trong năm 2021 là 35 tuổi, có sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Dù là nam hay nữ mà được sao này chiếu mệnh đều gặp may mắn, làm việc có quý nhân phù trợ, gặp được người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh được ví như vẻ mây mờ nhìn thấy mây trời, mặt trăng thoát khỏi mờ mịt, tối tăm. Ngoài ra được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, có thêm nhiều bạn bè mới. Thuận lợi là thế, nhưng khi sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Vừa rồi quý vị và các bạn đã lắng nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Bính Dần La Mạn. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.